với cuộc thi của chúng ta ngày hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu hội đồng ban giám khảo gồm có ông Nguyễn Trung Phong, chủ tịch hội đồng quản trị. Bà Trần Thị Kim Lan, bộ phận phần mềm phòng dự phòng kinh doanh vật tư thiết bị môi trường. Ngày hôm nay, ban tổ chức sẽ chia làm 4 nhóm. Mỗi nhóm, nhóm 1 gồm có 4 người và 3 nhóm còn lại gồm có 5 người sẽ thi theo vòng loại trực tiếp để chọn ra 4 người có số điểm cao nhất vào vòng chung kết tranh giải nhất nhì ba theo cơ cấu giải thưởng. Dựa trên nội dung câu trả lời, với trường hợp người thi có số điểm bằng nhau, ban tổ chức sẽ có cơ hội trả lời. Về cơ cấu giải thưởng thì tổng giá trị giải thưởng cho phòng kinh doanh vật tư thiết bị môi trường là 3.900.000 đồng, trong đó có một giải nhất là 1.500.000 đồng, một giải nhì là 1.000.000 đồng. Theo tiêu chí đánh giá của ban giám khảo sẽ được tính điểm như cách tính điểm đã nêu ở trên. Với câu trả viên trả lời, những người chưa còn lại vẫn tiếp tục thao tác trên máy tính, và đối với những người chơi thực hiện thao tác trả lời câu hỏi sẽ bị. Và lúc này ban giám sát đã bị do phục vụ cho công tác quá trình sử dụng phần mềm để sử dụng phục vụ cho công việc kinh doanh của mình đặc thù sẽ khác với các phòng ban khác những giờ khác của phòng làm, nhưng phần mềm đã nhất làm sao một bên đấy thì điện thoại chỉ có thế thôi, mạng thì nhiều mỗi người sử dụng khác nhau vẫn đang hiệu quả khác nhau. Thế thì ở đây là phần mềm thế thì ở đây là
lưu động tạm đi chợ để máy đi nâng nâng cả máy lên xe.
Hoài Sơn.